Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong clip ngày hôm nay, bên Huấn Audio giới thiệu lại cái chất âm của dòng kèn RCF N850 phiên bản từ thường. Cấu hình là từ 14cm và côn là 44 ly, thuộc họ là kèn 450, một trong phiên bản kèn 450 nặng và gấu nhất của bên mình. Đây là phiên bản mà khi anh em mình mở nhạc sẽ rất là chi tiết và rất là hay luôn, rất là hay trong cái tầm tiền của cái phiên bản này, cũng như đánh bại mọi đối thủ tầm tiền. Khi anh em mở dòng này lên, kèn này lên thì hàng xóm sang nghe nhờ rất nhiều, rất nhiều cô hàng xóm anh em nhé, rất nhiều cô hàng xóm mà sang nghe nhờ. Một cái kèn, và đây là đít nhôm anh em nhé, đít nhôm, đít bằng nhôm, chất lượng. Và đây là cái côn kèn của nó, anh em mình xem. Đấy, anh em nào làm nghề thì nhìn cái côn kèn này, người ta cũng biết đây là hàng chất lượng chứ không phải hàng chợ anh em nhé. Anh em nhìn cái côn này đó, rất chất lượng. Và đây là phiên bản cối nhựa và có niền đồng, cối nhựa niền đồng và côn là 44 ly anh em nhé, chắc chắn điều đó nhé. Anh em mình không phải sợ cái chuyện là mình không đo mà không đúng, chắc chắn là côn 44 ly đó. Mình tháo ra để anh em xem cái côn. Còn sau đây thì bên mình sẽ test nhạc một chút với con bên phải đây. Mình đấu qua tụ và chở thôi cho anh em nhé, tụ và chở thôi này. Đây này, tụ và chở, bên này là con chở, anh em không nhìn thấy, quay được với cái kẹt đây, quay sẵn gần anh em xem. Đây, tụ và chở, chưa kẹp nốt cái dây kia vào nhé. Bây giờ mình sẽ kẹp nốt cái dây kia vào và anh em xem, mình không nhìn thấy gì. Đây là mình lại tiếp tục bật nhạc mạng thôi để anh em mình chứng kiến ra đúng sự thực. Yeah, mình chả biết cái bài này của ai, mình với động bạt nó nhảy sang, mình sẽ tua lại từ đầu để anh em mình nghe và kẹp vào thì nó mới nói. Đây, kéo nút cái dây còn lại này. Và mình test một đoạn vừa rồi đó, anh em mình mới nghe. Thì cho cái chi tiết của tiếng test cũng như một cái giải lời của ca sĩ hát, một cái trung cao khá gọn gàng và êm ái, anh em thấy nhỉ, rất chi tiết và hay. Dòng này thì anh em mình có thể dùng để nghe nhạc rời với những cái dàn nhà mình bị thiếu test, giả thiếu giả trung cao, hoặc là anh em có thể dùng để trợ lời cho karaoke. Nhưng anh em lưu ý rằng khi mình tăng tép và tăng nơi cho dàn karaoke thì cái bộ dàn nhà mình nó phải có những chế độ chống hú tốt cũng như mic tốt, nó sẽ tăng lên hú anh em nhé, tăng thêm hú là điều đương nhiên và điều bình thường, không tránh được nếu anh em mình không cách xử lý, cũng như là mình mà không có chế độ bộ dàn mà chế độ tốt. Cái bộ kèn em mình với xem đây và với nghe đây thì kích thước của phễu là 15x32, của kèn là từ 14 côn 44. Giá bán cho một bộ này là 1,2 triệu bao ship, được tặng kèm, được tặng kèm luôn tụ và chở. Anh em quan sát đây, nếu anh em mua một bộ như thế này thì bên mình sẽ tặng kèm thêm ra là cho em một bộ sơ cua, nên là 4 tụ và 4 chở anh em nhá, 4 tụ và 4 chở. Lưu ý một điều là khi đấu ghép thôi, là nói nhiều lần rồi để cho anh em nói lại thôi, thì được các anh em khách hàng bên mình thì hiểu hơn. Cái con vàng anh em đấu vào bên đỏ và con chở trắng anh em đấu vào bên đen, anh em nhá, bên đen này. Đó. Đó. Anh em quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904612323 và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được sản phẩm mới nhất bên mình đăng lên. Chân thành cảm ơn.